khởi tố đối tượng trộm cắp gần 30 chiếc điện thoại iPhone. Với hành vi trộm cắp gần 30 chiếc điện thoại iPhone và một máy tính xách tay cùng một số phụ kiện khác tại một cửa hàng ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1994, ở thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã bị cơ quan chức năng khởi tố và tạm giam để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định. Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay, trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2022, Phạm Tuấn Vũ đã mang theo xà cầy gậy phá cửa cuốn tủ kính cửa hàng của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh huyện Gia Lộc có địa chỉ ở số 281 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, trộm cắp 28 chiếc điện thoại iPhone, một máy tính xách tay MacBook Air và 12 tai nghe. Tổng giá trị tài sản là 845.551.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc cùng với Công an huyện Gia Lộc và các lực lượng chức năng khác phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ danh tính đối tượng đó là Phạm Tuấn Vũ. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, sau khi nắm bắt được thông tin Vũ đang di chuyển bằng xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã kịp thời phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận truy bắt thành công đối tượng này. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ khai nhận, ngoài việc thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh huyện Gia Lộc trên, hắn còn thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Với những thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ, từ đó làm căn cứ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Vào ngày 14 tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án và đến ngày 15 tháng 3 mới đây, Cơ quan Công an cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Vũ về tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 4, điều 173 Bộ Luật Hình sự 2015. Hiện đối tượng Phạm Tuấn Vũ đang bị tạm giam 4 tháng tại Hà Nội vì có liên quan đến vụ án khác do Cơ quan Điều tra Công an huyện Đông Anh thụ lý.